Liệu một tỷ phú có gả con gái cho một người nghèo khó không? Trong một lần tỷ phú Elon Musk làm diễn giả cho một hội nghị ở Hoa Kỳ về đầu tư và tài chính, phần hỏi đáp, ông nhận được một câu hỏi khiến mọi người phải bật cười. Thưa ông, là người giàu nhất thế giới, ông có thể chấp nhận việc con gái mình kết hôn với một người đàn ông nghèo và bình thường không? Ông nói, trước hết, hãy hiểu rằng giàu có không có nghĩa là có một tài khoản ngân hàng hoành tráng. Giàu có trước hết là khả năng tạo ra của cải. Ví dụ, một người nào đó trúng xổ số hoặc thắng bạc, ngay cả khi anh ta thắng 100 triệu thì anh ta cũng không trở thành người giàu. Anh ta chỉ là người nghèo với rất nhiều tiền. Đó là lý do tại sao 90% triệu phú xổ số trở lại nghèo khổ sau 5 năm. Ta có thể gặp những người giàu có nhưng không có tiền. Ví dụ, hầu hết các doanh nhân, họ đã và đang trên con đường trở nên giàu có ngay cả khi họ chưa có tiền. Bởi vì họ đang phát triển trí thông minh tài chính của mình và với tôi đó chính là sự giàu có. Tóm lại, khi tôi nói rằng con gái tôi sẽ không lấy một người đàn ông nghèo, tôi không nói về tiền bạc, tôi đang nói về khả năng tạo ra của cải ở người đàn ông đó.